Suy gẫm về cái chết. Tại sao chúng ta phải nghĩ về cái chết? Tại sao ta phải suy gẫm nó? Đức Phật không những chỉ khuyến khích chúng ta nói về cái chết, Ngài cũng khuyên chúng ta suy gẫm nó và nghĩ đến nó thường xuyên. Đó là có sanh thì có chết. Tinh thần và thể xác được tạo nên trong lúc thai nghén, phát triển, lớn lên và trưởng thành. Nói một cách khác, chúng theo tiến trình già nua. Đầu tiên, chúng ta gọi tiến trình đó là lớn lên rồi già đi. Thật ra, đó chỉ là một tiến trình của sự lớn lên, phát triển, trưởng thành và cuối cùng là cái chết không sao tránh được. Ngày nay, theo thống kê trên thế giới, mỗi ngày có 200.000 người chết, hay độ 70 triệu mỗi năm. Chúng ta không quen suy gẫm về cái chết hoặc đã động đến nó. Điều chúng ta thường làm là tránh nghĩ về cái chết và sống như thể chẳng bao giờ phải chết cả. Chừng nào mà chúng ta còn sợ chết, chúng ta không bao giờ sống một cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất. Cho nên, một trong những lý do chính yếu để suy gẫm cái chết là để chúng ta hoàn toàn tỉnh thức, để khỏi sợ hãi. Suy gẫm về cái chết không làm cho chúng ta chán nản hay sống không lành mạnh, mà chỉ có mục đích giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Lý do thứ hai, suy gẫm về cái chết sẽ thay đổi lối sống và thái độ của chúng ta với cuộc đời. Giá trị trong cuộc sống hoàn toàn thay đổi một khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sống mãi ở đời, chúng ta sẽ bắt đầu một lối sống khác hẳn. Lý do thứ ba là để có khả năng làm quen, đương đầu với cái chết một cách xác đáng và yên lành. Suy gẫm về cái chết có ba điều lợi ích. Bớt sợ hãi, đem lại phẩm chất mới cho đời sống để chúng ta sống cuộc đời có giá trị thích đáng. Giúp chúng ta chết trong vinh dự. Những lợi ích trên giúp chúng ta sống lương thiện và chết có phẩm giá. Suy gẫm về cái chết, chúng ta còn cần gì nữa? Đạo Phật khuyến khích suy gẫm về những nhân tố sau đây. Tôi sống với tuổi của tôi không lo già. Bệnh tật là lẽ thường, tôi không quá nghĩ về nó. Tôi gánh chịu nghiệp quả của tôi và tôi không thoát khỏi nghiệp lực. Chết là lẽ thường, tôi không quá lo nghĩ về cái chết. Tất cả những gì dễ thương và thích thú của tôi sẽ thay đổi và bỏ tôi. Khi chúng ta bình tâm suy gẫm về những thực trạng ấy và giữ trong tiềm thức, nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ để khuất phục sợ hãi, tuổi già, bệnh tật, cái chết và chia ly. Điều này không phải là làm chúng ta kém lành mạnh, mà chính là giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Cho nên tại sao chúng ta suy gẫm về cái chết? Không phải là chúng ta mong mỏi cái chết đến, mà chúng ta không muốn sống hay chết trong sự sợ hãi. Chết là một phần của đời sống. Chết đến với tất cả mọi người và là một phần của cái dòng sinh tử. Người chết trẻ, kẻ chết già, chẳng ai không chết. Chẳng ai mời chúng ta đến thế giới này và cũng chẳng ai bảo chúng ta từ giã. Tôi không tránh được cái chết và mọi người, mọi cỏ cây, mọi hình thức, mọi chúng sanh đều theo con đường đó. Thu về lá rụng. Chúng ta không khóc vì cuối mùa lá rụng là điều tất nhiên. Cái chết của loài người cũng thế. Những người có đạo hạnh ít sợ chết hơn những người thế tục, vì lẽ họ chỉ muốn sống để thỏa mãn năm giác quan của họ. Theo quan niệm của nhà Phật, chết chưa phải là chấm dứt và sanh cũng không phải là bắt đầu. Thực ra chết chính là sự bắt đầu một kiếp sống mới, và sanh là sự chấm dứt kiếp sống cũ. Cái chết chỉ là một phần trong tiến trình sanh tử, tử sanh. Nếu chúng ta hiểu được tiến trình đó, cái chết không làm ta khiếp sợ, bởi vì chết chưa phải là hết. Nó chỉ là đoạn cuối của cái dòng sanh tử. Đi hết dòng này lại đến dòng khác và tiếp diễn không ngừng, tỉ như lá lìa cành chưa phải là hết. Chúng vào lòng đất và nuôi rễ cây, sang năm cây lại có lá mới. Đời sống của con người cũng vậy. Cái chết làm nhân duyên cho sự tái sanh. Hiểu biết được nguyên tắc căn bản đó, chúng ta sẽ nhẹ bớt sợ hãi. Sống có ý thức.
Chúng ta sống một cách điên rồ, không nghĩ rằng mình đã tốn biết bao nhiêu thời giờ cho những việc vô bổ. Hôm nay chúng ta phí thời giờ lo cho những chuyện năm tới, cho 20 năm tới và lo lắng cho tương lai, đến độ chúng ta chẳng sống trọn vẹn mỗi ngày. Và giá trị trong đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Đời sống có gì quan trọng? Những gì thúc đẩy chúng ta, những gì lôi cuốn chúng ta? Nếu chúng ta thực sự suy gẫm cái chết, chúng ta sẽ xét lại giá trị của chúng ta. Có nhiều tiền chúng ta không thể đem theo được, thân xác chúng ta phải bỏ lại để mai táng bằng cách này hay cách khác, chỉ còn lại nắm xương tàn vô giá trị. Chúng ta không thể mang theo ngay cả cái xác thân quý giá với chúng ta khi chúng ta lìa bỏ cõi đời này. Phẩm chất của cuộc đời quan trọng hơn sự thủ đắc vật chất. Phẩm chất của cuộc đời trước tiên là phẩm chất của tâm trí chúng ta. Chúng ta sống thế nào ngày hôm nay quan trọng hơn nhiều ngoại vật khác. Chết là điều kiện để tái sanh, điều kiện cho sự tái sanh là cái chết, và phẩm chất tâm trí, cái độc nhất mà chúng ta mang theo. Đó là cái gia tài để chúng ta thừa hưởng mà không để lại cho người khác. Tôi tạo nghiệp, tôi phải thọ nghiệp. Nghiệp sanh ra tôi phải tôn trọng và gánh chịu. Nghiệp lành hay nghiệp dữ tôi tạo ra, tôi đều phải gánh chịu hết, do đó tôi là người thừa kế. Những gì theo ta là những phẩm hạnh có ở trong ta, phẩm hạnh của tâm trí, của tinh thần, cùng những phẩm hạnh tốt hay xấu. Đó là tất cả những thứ chúng ta được thừa hưởng. Đó là điều kiện quyết định việc tái sanh và tương lai của chúng ta. Đến lượt những phẩm hạnh đó lại đem một giá trị cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể vui về bạc triệu mà chúng ta đã kiếm được, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cần sống yên ổn và trau dồi đạo đức. Điều này có tác dụng tốt vào lối sống của chúng ta và vào những giá trị mà chúng ta đã phát triển. Không phải là vấn đề thành công, mà là vấn đề làm sao để thành công. Chết xứng đáng. Sau khi đã suy xét các điều trên, nếu chết không còn là một sự đe dọa mà là một kinh nghiệm thực tế, chúng ta có thể trực diện nó với lòng tin tưởng. Chúng ta không chỉ theo những điều nói trên mà còn cần có nhiều hành động khác để chết một cách xứng đáng. Nếu chúng ta sống lương thiện, chúng ta chết dễ dàng hơn. Dù đã sống sung sướng hay đau khổ, chúng ta phải cố gắng chết một cách xứng đáng. Để đương đầu với cái chết phải đến, chúng ta hãy nỗ lực trong việc phát triển phẩm hạnh không sợ hãi. Có một số người sợ chết hơn sợ đau đớn, và sợ chia lìa người thân hơn là những thứ đáng sợ khác. Khi một người sắp chết, nên gợi lòng can đảm và trấn an họ. Nhưng trước tiên, mình phải trấn an mình đã. Dĩ nhiên, đau đớn sẽ hành hạ và không thể chịu đựng nổi. Nhưng ngày nay, nhờ những tiến bộ y khoa, những đau đớn của chúng ta được giảm thiểu trước khi chết. Đau đớn không còn là điều sợ hãi không tránh được nữa. Tôi thường trấn an người sắp chết như trường hợp một người không còn sống nổi vì ung thư. Người ta không để bạn phải đau đớn vì việc điều trị nhanh chóng sẽ giảm bớt đau đớn. Kết quả quan trọng là người bệnh được thoải mái và chết nhẹ nhàng. Một số người khác lo âu vì sợ mất của cải, nhưng nếu họ biết suy gẫm về cái chết thì không có gì phải lo. Chúng ta hiểu, có hợp thì có tan. Nếu một người sắp từ trần không suy gẫm được điều này, chúng ta cần ân cần khuyến khích và trấn an họ là con cái và những người thân quyến còn lại sẽ được chăm sóc. Cần giúp họ an lòng và mọi việc sẽ đều tốt đẹp. Có bạn hữu lo lắng cho họ, họ cần có sự động viên can đảm để được thoải mái, an tâm, và tất cả mọi việc sẽ được lo lắng chu đáo. Trọng tâm của việc này là gợi lòng can đảm của người sắp chết để họ được an lòng. Làm thế nào để chết xứng đáng? Theo Phật giáo là tạo một bầu không khí bình an trong phòng người sắp ra đi. Không ích lợi gì nếu có người gào thét, kêu la và khóc lóc. Có gì quan trọng hơn đối với một người sắp chết là việc phải chết? Làm như vậy, người sắp chết không an tâm ra đi. Điều tốt hơn là bạn bè và thân quyến có mặt cần chứng tỏ bằng sự hiện diện của họ rằng họ quan tâm, yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ người sắp ra đi. Biểu tượng tôn giáo rất hữu ích và tiện dụng trong lúc này. Nếu người sắp chết là một Phật tử, một tượng Phật nhỏ cùng sự có mặt của các nhà sư với những lời cầu nguyện êm dịu sẽ rất ích lợi và giúp người chết có niềm an lạc và phẩm hạnh cao quý nhất.
Đó là điều tuyệt diệu giúp người ra đi tìm một cuộc sống mới trong đường lối tốt đẹp nhất. Ajahn Jagaro. Chết nhẹ nhàng. Mọi người đều mong muốn chết êm ả sau khi đã làm tròn nhiệm vụ và bổn phận trong lúc sanh thời. Thật ra có bao nhiêu người đã sửa soạn cho cái chết này? Chẳng hạn có bao nhiêu người đã chịu khó nhọc chu toàn nhiệm vụ với gia đình, thân nhân, bạn bè, xứ sở, đạo giáo và thân phận của chính mình. Họ sẽ không yên tâm ra đi khi họ không chu toàn được một trong những nhiệm vụ đó. Chúng ta phải học cách vượt qua nỗi sợ chết, hiểu rằng các thần linh cũng phải chịu số phận như vậy. Những ai phung phí thời giờ vô ích sẽ than vang khi mình đến ngày tận số. Khi con người nhìn thấy đời sống của mình chỉ là một giọt nước trong con sông dài, họ sẽ cố gắng để góp sức dù là ít ỏi vào dòng đời vĩ đại đó. Người khôn ngoan đều hiểu rằng muốn sống phải tìm cách giải thoát bằng cách tránh tội lỗi, làm điều thiện và thanh tịnh tâm trí. Người hiểu đời sống theo giáo lý của Đức Phật không bao giờ lo lắng về cái chết. Cái chết không gây ra phiền não, nhưng thật sẽ đáng buồn nếu ta chết mà chưa kịp làm gì cho chính mình và cho người khác. Ngày hôm nay tôi chết. David Morris là một học giả Phật giáo Tây Phương, chết lúc 85 tuổi. Ít lâu sau khi ông chết, kẻ viết tập sách nhỏ này nhận được lá thư của ông. Hiển nhiên, ông đã viết lá thư này trước đây và dặn thư này gửi đi khi ông chết. Thư như sau: ông sẽ vui khi biết tôi chết ngày hôm nay. Có hai lý do. Điều thứ nhất, ông sẽ yên lòng khi biết được sự đau đớn của tôi do bệnh tật cuối cùng đã hết. Điều thứ hai, từ khi tôi trở thành Phật tử, tôi đã giữ năm giới một cách trung thực. Kết quả, ông biết kiếp tới của tôi sẽ không đau khổ. Đời sống như một giấc mộng, cái chết là một điều xảy ra thực tế và tái sanh là điều xuất hiện tự nhiên. Để trực diện với biến cố này, ta phải tiếp tục hay chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi để thoát khỏi khổ đau. Đó chính là con người trí thức cần quan tâm. Phần 2. Người Phật tử nên làm gì? Những sự kiện vui vẻ như sanh con, hôn nhân và những trường hợp buồn như đau yếu, qua đời của kiếp người rất cần thiết đến việc áp dụng một số nghi thức được triển khai ở mọi xã hội từ thời thượng cổ. Những nghi thức này đã có từ trước khi những tôn giáo lớn được thành lập trên thế giới, được truyền thừa từ cha ông chúng ta và qua dòng thời gian lần hồi trở thành hình thức theo truyền thống và tập quán cho đến ngày hôm nay. Chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng nhiều nghi thức này vì ngu si và sợ hãi, không dám thay đổi hay loại bỏ dù chúng ta đã được tiếp cận một nền giáo dục hiện đại và một đời sống tiên tiến. Đặc biệt, nghi thức trong trường hợp buồn như có người chết hay tang lễ vẫn còn bị bao phủ trong quyền bí dị đoan và khiến tang quyến phải chịu một gánh nặng khi phải chi tiêu một món tiền lớn. Đó là lý do khiến một số đông Phật tử đã theo đạo khác và cũng là nguyên nhân tạo lợi khí cho những người theo đạo khác nhắm mũi dùi công kích vào những người theo đạo Phật. Vấn đề cấp thiết là tất cả các cộng đồng Phật giáo tại tất cả các quốc gia trên thế giới phải tỉnh thức về tình trạng này và cố gắng cải cách việc thực hành nghi thức và nghi lễ cho phù hợp với nguyên tắc tôn giáo của đạo Phật. Cuốn sách này trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu một số nghi thức Phật tử có thể thực hành trong những dịp vui buồn trong đời người. Hy vọng các Phật tử sẽ cố gắng hiểu biết các nghi thức này và áp dụng trong trường hợp cần đến. Làm được như vậy, người Phật tử không những được mãn nguyện và an lòng khi thấy mình thực thi đúng nghi thức Phật giáo mà còn đề cao tôn giáo của mình trước mắt những người theo đạo khác. Jean-Jébène, Chủ tịch Hội truyền giáo Mã Lai, ngày 1 tháng Giêng năm 1989. Người Phật tử nên làm gì? Bổn phận cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái. Sanh con là một dịp vui mừng, có con cái và nuôi dưỡng chúng giống như dấn bước vào một cuộc phiêu lưu đầy hạnh phúc và tin tưởng, đồng thời cũng có nghĩa là cuộc khởi đầu của một thời gian dài đầy hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ.
Dù rằng con người đã tiến bộ rất xa trên bậc thang tiến hóa, nhưng trẻ nhỏ vẫn cần một thời gian dài mới trưởng thành và tự lập được. Cha mẹ với bổn phận nặng nề chịu trách nhiệm săn sóc và nuôi dưỡng chúng cho đến khi chúng thành người hữu dụng. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, xã hội đã thử nghiệm những phương pháp có kết quả rất tốt để hướng dẫn các bậc cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái. Trong tương quan này, tôn giáo đóng vai trò chính, cung cấp cho cha mẹ một phương thức tổ chức để huấn luyện đứa trẻ về đạo đức, cách cư xử và luân lý. Trong Phật giáo, Đức Phật đã ban cho các bậc cha mẹ lời khuyên dạy rất hữu ích về nhiệm vụ đối với đứa trẻ và ngược lại. Kinh Thikkalamma Việt có lẽ là lời khuyên tốt nhất trong những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nêu một trường hợp khi Ngài thấy một thanh niên trẻ đang thực thi một nghi thức đơn giản là cúi lại sáu hướng, Bắc, Nam, Đông, Tây, Trên, Dưới. Hỏi thanh niên này về ý nghĩa và mục đích của hành động lễ lại này, người thanh niên trả lời không biết và anh chỉ làm theo lời khuyên bảo của người cha đã qua đời. Đức Phật đặc biệt không trách cứ thanh niên thi triển nghi thức trên, nhưng Ngài đã giảng dạy ý nghĩa hữu ích của việc thực hành lễ lại này. Ngài nói, hành động biểu lộ lòng tôn kính sáu hướng có nghĩa là tôn kính việc chu toàn nhiệm vụ và bổn phận với cha mẹ, sư trưởng, hàng giáo phẩm, vợ, con cái và người làm. Như vậy, chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh sự tương quan giữa mọi người với nhau, nhưng đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ phải săn sóc con cái và cho chúng quyền độc lập đúng lúc và cho con thừa hưởng gia tài vào thời điểm thích hợp. Mặt khác, về phần con cái cũng phải có bổn phận phải săn sóc và thể hiện hết lòng hiếu kính cha mẹ. Điều này phải được thực thi từ sự tương kính và biết ơn cha mẹ, chứ không phải vì mong muốn được lợi lạc và làm vậy. Nơi đây cho thấy có một mối liên quan mật thiết giữa tôn giáo và sự liên hệ cha mẹ con cái. Bậc cha mẹ đừng quên ý nghĩa của tôn giáo khi đứa trẻ ra đời. Một gia đình xây dựng được sự quan hệ với những quy cách của tôn giáo thì gia đình ấy chẳng thể nào đi đến chỗ lầm lạc. Cha mẹ có bổn phận phát triển sự gắn bó ấy dựa vào gia tài văn hóa của tôn giáo, trong khi tín đồ của các tôn giáo khác bắt buộc thi hành các lễ rửa tội, đặt tên thánh cho đứa trẻ, cha mẹ người Phật tử chỉ cần mang đứa trẻ đến chùa để xác nhận lại niềm tin vào hồng ân, tam bảo, nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Khi nương tựa vào tam bảo, các bậc cha mẹ cảm thấy tin tưởng và an lòng trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ, vì đứa trẻ được che chở, không còn sợ hãi ma quỷ. Chúng ta không phủ nhận sự hiện hữu của thế lực ma quỷ hiểm ác với con người và có thể gây tai hại. Mang đứa trẻ đến chùa và một khóa cầu nguyện thiêng liêng theo truyền thống cầu phước cho em nhất định tạo phúc lợi cho em. Việc trên đây cũng được coi như là bước đầu trong việc liên hệ với chùa từ khi em còn trứng nước. Sự kiện này trở thành phần thiết yếu trong đời sống của đứa trẻ. Thói quen trên nếu được tiếp tục gìn giữ cho đến lúc trưởng thành sẽ đem nhiều lợi ích để đối đầu với khó khăn. Khóa lễ cầu phước cho các em nhỏ. Tụng kinh đem hiệu quả tốt tới cho các em nhỏ. Được biết, trong lúc Đức Phật còn tại thế, khi có một em nhỏ đang trong trường hợp nguy kịch vì ảnh hưởng của ma quỷ bên ngoài, được đem đến trước mặt Phật, Đức Phật ra lệnh cho tất cả các thầy tụng kinh cầu nguyện cho em. Kết quả là em nhỏ đã thoát chết và sống tới già. Do vậy, em được gọi là Ayurvedana, có nghĩa là sống lâu, vì không còn sợ bị chết non nữa. Tại sao chúng ta tìm nương tựa nơi Đức Phật? Khi những người tin tưởng vào một đấng thiêng liêng nào đó, lúc sợ hãi, buồn thảm hay gặp khó khăn, họ thường cầu nguyện để được giúp đỡ và che chở. Nhiều Phật tử hỏi là phải cầu xin ai khi gặp trường hợp bất an. Trong trường hợp này, người Phật tử tưởng nhớ tới Đức Phật trong tâm trí để tìm sự bình an. Quan niệm về Thượng Đế của người Phật tử khác hẳn với các tôn giáo khác. Khi suy tưởng về các đức hạnh cao cả của Đức Phật, những chiến thắng vĩ đại cùng những đặc tính bình thản và cao thượng của Ngài, đầu óc người Phật tử sẽ bình tĩnh lại và tự tin. Có nhiều tín đồ của các tôn giáo khác nói rằng Thượng Đế không phải là người mà là một sức mạnh được nhân cách hóa trong đầu óc.
Khi đầu óc bình tĩnh, sung mãn và tập trung vào sức mạnh ấy, họ có thể đối đầu với các xáo trộn, lượng định những khó khăn và tìm cách vượt qua được. Người Phật tử giải quyết các khó khăn bằng đường lối tương tự, nghĩa là gợi trong tâm trí hình ảnh của Đức Phật. Một số khó khăn của chúng ta đương nhiên là do tâm trí của chúng ta, nên tâm trí của chúng ta có thể giải quyết được chúng nhờ sự hiểu biết và tự tin. Vậy nên sự hiểu biết về Pháp rất là quan trọng. Khi tâm trí mạnh mẽ, tưởng nhớ và thành kính với Đức Phật, những cảm nghĩ bị bơ vơ, sợ hãi ma quỷ, cô đơn sẽ hết, và ta sẽ lấy lại lòng tự tin. Điều này có nghĩa là tìm nương tựa nơi Đức Phật. Trong khi tìm nơi nương tựa cho con em tại chùa, có thể dâng cúng hoa hương, nến hay trái cây tại chánh điện và cung thỉnh thầy trụ trì tụng kinh cầu phước cho đứa trẻ. Nếu muốn, có thể xin thầy trụ trì đặt cho em một pháp danh. Khi đứa trẻ lớn lên, trách nhiệm của cha mẹ là thường xuyên đem em đến chùa để có thể gần gũi các thiện tri thức, nghe những bài giảng đơn giản và những bài thuyết pháp và lợi lạc bắt nguồn từ đó. Trong thời gian này, đứa trẻ sẽ quen thuộc với những hành trì và sẽ cảm thấy thoải mái giữa bầu không khí thanh tịnh của ngôi chùa. Lẽ dĩ nhiên, đứa trẻ nên được đưa đến chùa vào những khóa cầu phước, đặc biệt trong những dịp quan trọng như ngày tựu trường, ngày thi, sinh nhật và những dịp vui khác. Khi đứa trẻ nghe kinh quen rồi, chúng tin tưởng được che chở nhờ ảnh hưởng của kinh điển. Cho nên, chúng sẽ làm thật tốt những việc phải làm, và kết quả là chúng sẽ ít lo lắng mà cảm thấy vững tâm và không còn sợ bị bỏ rơi, không được giúp đỡ. Học Pháp và thực thi những tập tục văn hóa, phương thức hữu hiệu để trình bày các bài giáo lý cho các em về luân lý và đạo đức là dùng các tranh ảnh, các biểu tượng tôn giáo và các bài nói về truyền thuyết và các mẫu chuyện về Phật giáo. Phương pháp này tất hấp dẫn rất nhiều người, đặc biệt các em nhỏ nhận thức giá trị Phật giáo càng tốt hơn. Những màn trình diễn trên sân khấu hay các bức phác họa mô tả lịch sử, các truyền thuyết về Đức Phật cũng tạo một ấn tượng tốt và lâu dài trong đầu óc các em. Muốn dìu dắt các em vào con đường chính đáng, các bậc cha mẹ phải tự mình làm gương và phải sống một cuộc đời có lý tưởng. Không thể có được các con cái mỹ mãn từ những bậc cha mẹ thiếu tư cách. Ngoài phần khuynh hướng không chỉ do nghiệp quả, các em cũng bị ảnh hưởng bởi những khuyết tật cũng như những phẩm hạnh của cha mẹ. Các bậc cha mẹ hữu trách nên cẩn thận, không nên truyền lại cho con cái những tật xấu của mình. Lời khuyên của Đức Phật về truyền thống và tập tục là không nên chấp nhận hay bác bỏ ngay bất cứ điều gì mà không cứu xét đến ý nghĩa và lợi ích của điều đó. Đối với Phật tử đã hiểu Pháp và sống một cuộc đời ý nghĩa, các phương pháp này không cần chú tâm lắm. Đức Phật dạy, dù chúng ta áp dụng phương pháp nào đi nữa, thì thái độ của chúng ta cũng phải như một người đã dùng cái bè để qua sông. Sau khi vượt qua sông, người đó không cần phải bám vào cái bè nữa, mà nên bỏ lại, lên bờ để rồi tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự như vậy, những tập tục văn hóa chỉ là những phương tiện để tạo cảm hứng, chứ không phải là cứu cánh. Những tập tục văn hóa Phật giáo ở mỗi nước khác nhau, khi thực thi những truyền thống văn hóa này, chúng ta phải cẩn thận, không nên cho rằng Phật giáo thuộc một trong những nước đó. Thí dụ như chúng ta không nên phân biệt Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Miến Điện hay Phật giáo Tây Tạng. Phân biệt tạo nên bất hòa, kỳ thị và hiểu nhầm. Chúng ta cần biết có một số gọi là các nhà lãnh đạo Phật giáo đang hết sức phát huy uy lực của mình dưới nhãn hiệu Phật giáo bằng cách áp dụng mọi hình thức như bùa ngải, thần thông, thần bí và siêu nhiên để bịp bợm quần chúng. Những hành động vô lương tâm này hoàn toàn coi thường những lời Phật dạy về những tập tục đó. Một tập tục khác mà các Phật tử thường làm là tổ chức khóa lễ cầu phước khi dọn về nhà mới. Khi dọn vào nơi cư ngụ mới hay rời chỗ ở, người Phật tử thường cung thỉnh các thầy đến làm lễ cầu phước để bảo đảm nơi mới đến được che chở khỏi ma quỷ, mọi người đều được hạnh phúc, yên ổn và đoàn kết. Tương tự như vậy, các buổi lễ cầu phước cũng được tiến hành khi bắt đầu khai trương tiệm buôn hay khởi sự thương mại.
hôn nhân. Theo Đức Phật, khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, bổn phận của cha mẹ là phải tìm kiếm cho con một người chồng, vợ xứng đáng để nối dòng. Lẽ dĩ nhiên việc này không phải là một tập quán trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn là người giúp đỡ, tìm kiếm một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa. Đây là dịp tốt nhất cho cha mẹ giúp con cái về vật chất, mà còn âm thầm cho con cái những lời khuyến cáo và hướng dẫn chúng trong việc chọn lựa người bạn đời tốt, hầu tránh được cạm bẫy ở đời. Nếu đứa trẻ thường xuyên đến chùa, chúng sẽ có nhiều cơ hội để kết giao với các bạn Phật tử đồng lứa tuổi, cùng nhau chia sẻ giá trị và lợi ích của tôn giáo và trở thành những người bạn đường tốt. Người ta nhận thấy nhiều Phật tử ở xứ này thường quên bổn phận thiêng liêng và những dịp quan trọng và đẹp đẽ nhất trong đời sống: hôn nhân. Theo phong tục tại các nước Phật giáo, các thầy thường được mời đến nhà trong dịp lễ hỏi để làm lễ cầu phước. Lễ này có thể tổ chức trước hay sau ngày cưới. Lễ cưới thường được tổ chức tại nơi thị thực hôn thú hay tại nhà trai hay nhà gái. Mong rằng tất cả các cặp vợ chồng đều chu toàn bổn phận trên khi làm lễ cưới. Lễ vật dân cúng đơn giản như hoa hương và nến được dùng trong lễ cầu phước ngắn. Với sự có mặt của cả cha mẹ, đôi bên, trai gái, thân quyến và bạn hữu, lễ cầu phước trên tổ chức vào một ngày thuận tiện chắc chắn là một sự đóng góp tinh thần đáng kể cho việc thành công, an lành, hòa đồng và hạnh phúc cho tân lang và tân giai nhân. Mê đắm không phải là một yếu tố căn bản cần cho một hôn nhân tốt đẹp, cho nên giới trẻ cần phải được khuyến bảo về khía cạnh tâm linh trong cuộc tình của chúng trước khi phát nguyện. Khi một cặp trai gái tiến hành hôn nhân bằng cách tuân thủ giáo lý, cặp đó sẽ kính trọng thể chế tổ chức hôn nhân hơn, và đương nhiên họ sẽ quay về với tôn giáo, nhất là lúc tinh thần căng thẳng, dao động, để tìm nguồn an ủi. Sau lễ cưới vui vẻ, cặp vợ chồng mới này phải cố gắng trở nên bậc cha mẹ gương mẫu, có trách nhiệm về những đứa con tương lai của mình. Nghi thức tôn giáo. Mặc dù các nghi thức, lễ nghi và các cuộc lễ lạc không được các bậc tri thức tán đồng, nhưng việc hành đạo này lại quan trọng trong việc phát triển và duy trì lòng thành tâm và tạo một ý niệm thiêng liêng về tâm linh trong quần chúng. Đối với đa số, phát triển lòng thành tâm là bước quan trọng nhất trong việc am hiểu một tôn giáo. Nếu không thành tâm và không có mối dây văn hóa gắn liền với Phật giáo, chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào những đức tin và những tập tục khác, mặc dù chúng ta đã biết hành đạo như vậy là đi đến dị đoan và đức tin mù quáng. Rất quan trọng cho các tôn giáo là cần có một số nghi lễ vô hại và một số tập tục hợp lý cho con người để nói lên lòng thành và những cảm nghĩ tâm linh. Nhiều nghi lễ Phật giáo đã giúp các Phật tử trau dồi đức tính và có những cảm nghĩ đứng đắn, khiến họ trở nên những người khoan dung, ân cần và có học thức hơn. Khi được thực thi với sự hiểu biết và nghiêm chỉnh, những nghi thức truyền thống đó tăng cường niềm tin của chúng ta. Nếu thiếu thành tâm, Phật giáo sẽ trở nên lạnh lẽo, rời rạc và có tính cách giáo điều. Trái lại, có những ý kiến cho rằng chỉ cần trí thức là đủ. Những điều cấm kỵ. Đa số mỗi sắc dân đều có những điều cấm kỵ riêng của họ. Đối với các quốc gia vùng Viễn Đông, có lẽ chúng ta có những điều cấm kỵ hơn, vì những sắc dân này đều có đức tin duy linh riêng của họ, và mỗi sắc dân lại bị ảnh hưởng bởi những sắc dân khác. Vì ngu si, sợ hãi và dị đoan, mỗi sắc dân có khuynh hướng chấp nhận niềm tin của những sắc dân khác thay vì nghiên cứu để loại bỏ những điều không thích hợp với xã hội hiện đại. Chẳng hạn, có một số người tại nhiều cộng đồng châu Á tin là không nên cắt móng tay lúc trời tối hay gội đầu vào một số ngày nào đó trong tuần. Một số người nghĩ rằng xui xẻo khi gặp một nhà tu trọc đầu sáng sớm, trong khi một số khác lại kiên cử quét nhà khi trời đã tối. Có người tin là không nên mang thịt đi lúc ban đêm vì sợ bị ma quỷ đánh hơi. Một vài bậc cha mẹ khuyên con cái nên mang theo một thanh sắt để tránh ma. Lại có những người tin là chó tru lên hay cú kêu ban đêm là những điều xui xẻo, và nháy mắt bên trái là điềm gỡ. Một số người coi những việc trên là những vấn đề nghiêm trọng, còn những ai không lưu ý gì đến những việc đó thì chẳng sợ hãi và chẳng lo âu. Thái độ của người Phật tử về những niềm tin trên như thế nào? Những niềm tin này
chỉ do sự kém hiểu biết của chúng ta mà ra. Đôi khi chúng ta cũng có lý về niềm tin đó. Chẳng hạn, nếu cắt móng tay trong đêm tối, điều giản dị là chúng ta có thể cắt phải ngón tay của mình. Về việc lo sợ ma quỷ, Đức Phật nói, chừng nào mà chúng ta còn đem tình thương yêu đến tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình, chừng nào mà chúng ta không làm hại ai cả, và chúng ta sống hòa hợp và tin tưởng vào sức mạnh của Pháp hay chân lý được Đức Phật dẫn giải, và chừng nào chúng ta hiểu biết chánh đáng nhờ sự nghiên cứu giáo lý của Ngài, thì không có gì có thể hại ta được. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải biểu lộ thành tính bằng cách thường xuyên thăm viếng chùa chiền và tham dự những cuộc bàn thảo hữu ích với các thầy để tăng phần hiểu biết về Pháp. Chùa phải là nơi giúp chúng ta đạt được nhiều kiến thức và hiểu biết để gạt bỏ dị đoan và gột sạch sự sợ hãi trong đầu óc của những người ngây thơ chất phác. Bùa chú và ma thuật. Các cộng đồng châu Á thường cho mình là nạn nhân của ma thuật và bùa chú khi gặp phải những điều bất hạnh trong đời. Hễ thấy có điều gì không hay xảy ra, họ thường đi tìm các nhà bói toán, chiêm tinh gia, đồng cốt và bùa ngải. Tất nhiên, bọn buôn bán ma thuật và bùa ngải sống nhờ thân chủ bằng cách bịa đặt là có chuyện gỡ hoặc có người nào đó dùng ma thuật để làm hại họ. Rồi họ bảo là họ có thể chống lại các ma lực đó và đòi một số tiền lớn để chữa trị. Thông thường, không những túi tiền của những nạn nhân ngây thơ bị rơi đi mà kết quả cũng chẳng đi đến đâu hết. Phật giáo đại chúng cũng không tránh khỏi những quỷ kế của bọn lang băm và biệt bợm này, vì chúng dám đội lốt các nhà sư để kiếm tiền của các nạn nhân nhẹ dạ. Cho nên Đức Phật đã dạy rõ ràng rằng những bất hạnh của chúng ta là do chính tâm trí không trong sạch và thiếu rèn luyện của chúng ta gây nên. Và đường lối duy nhất để gạt bỏ những bất hạnh đó là do sự quyết tâm và hiểu biết của chúng ta. Phương pháp đối trị các loại bất hạnh của người Phật tử cũng giống như phương pháp của khoa thần kinh trị liệu hiện đại. Cách này đã được tóm tắt trong phần 2 của Tứ Diệu Đế. Nguyên nhân của khổ đau. Tập trước khi tìm cách chữa trị các bất hạnh như không may, đau yếu, mất người mất của và khó khăn gia đình, chúng ta phải biết gốc rễ sanh ra các điều này. Chúng ta phải cứu xét thật kỹ những gì đã thực sự xảy ra và biết rằng chỉ có chúng ta mới vượt qua khỏi. Việc tập trung tư tưởng làm cho tâm trí mạnh mẽ để tìm nguyên nhân của những khó khăn, ngõ hầu đạt đến một giải pháp. Khi đau yếu, tâm trạng bình thản sẽ giúp chúng ta chống lành bệnh. Trông vào quyền lực siêu nhiên để tránh các bất hạnh không phải là một giải pháp thích ứng để chấm dứt khổ đau. Chúng ta phải suy xét rằng bất hạnh đến với tất cả mọi người trên thế gian này, cho nên chúng ta phải xét kỹ để tìm một giải pháp hợp lý. Đây không phải là do định mệnh, mà mỗi cá nhân hãy sử dụng nỗ lực đúng cách, chánh tinh tấn để tránh khỏi bất hạnh. Hình ảnh nước thánh, sâu chuỗi, ngải và bùa chú. Con người trong xã hội ngày nay được giáo dục tốt hơn trước. Tuy nhiên, mặc dù có những tiến bộ khoa học rất lớn, nhiều người vẫn đau khổ vì sợ hãi, nghi ngờ và bất an. Nguồn gốc của tâm trạng đó là ngu si, dao động và tham dục. Vì mê muội không nhận thức được sự vô thường và chúng ta tin vào cái ngã của chúng ta nên sanh lòng tham dục. Chúng ta ham muốn vô độ và sợ mất đi những cái đang có. Chúng ta sợ hãi người ta làm hại mình và e ngại những rủi ro. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo bản năng, chúng ta quay về với thuyết duy linh quá khứ và trông mong vào ngải hay bùa chú để che chở chúng ta. Đức Phật dạy rõ ràng là những vật bên ngoài không đủ mạnh để che chở những ai tâm trí yếu đuối và bối rối. Chúng ta được an toàn là nhờ ở sự hiểu biết và am tường thực chất cái ngã của chúng ta cùng những hiện tượng khác. Một khi chúng ta hiểu được việc bản ngã có thể bị hại là điều không thật, chúng ta trở nên vững vàng và tự tin. Không có gì có thể hại ta nếu ta không sợ hãi, không dị kỷ hoặc không sa ngã. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Phật giáo không cho sử dụng một số đồ vật có tính cách tượng trưng cho tôn giáo như dây chuyền có hình ảnh Đức Phật để cho chúng ta an lòng. Nhiều bậc vĩ nhân tìm thấy niềm an ủi và khuây khỏa khi ngắm hình ảnh Đức Phật đầy vẻ thanh thoát và bình thản. Ông Nehru, Thủ tướng Ấn Độ cho biết,
khi ông bị người Anh cầm tù, nguồn an ủi duy nhất của ông là bức ảnh nhỏ bé của Đức Phật mà ông mang theo. Tất nhiên, hình ảnh này không có phép thần thông, nhưng nó tượng trưng phẩm hạnh vĩ đại của Đức Phật, vì chính Ngài luôn luôn bình tĩnh và không nao núng trước những đe dọa của kẻ địch. Biểu tượng này đã giúp ông Nehru có sức mạnh và bình tĩnh để đối đầu với nghịch cảnh. Cũng vậy, chúng ta có thể mang theo ảnh của Đức Phật hay những lời ghi trong kinh khiến cho chúng ta thêm lòng tin tưởng. Nhiều kinh ghi phần kết thúc với lời cầu nguyện: nhờ sức mạnh của chân lý này, phần thắng sẽ về tôi, hay hạnh phúc sẽ đến với tôi. Điều này cho thấy là Đức Phật chúng ta không tin vào sức mạnh của biểu tượng hình ảnh hay bùa chú, mà chỉ nên coi đó, dây chuyền của tượng Phật và những đoạn kinh là những phương tiện để hỗ trợ chúng ta đạt được lòng tự tin. Tương tự như vậy, một số Phật tử tới chùa để xin nước thánh hoặc vài đoạn dây đã được chí thành trì niệm. Việc này đem lại sức mạnh tinh thần và lòng tin tưởng cho người sử dụng, bởi vì nó nhắc nhở đến chân lý được trình bày trong kinh và khiến họ nhớ lại những lời Phật dạy. Ốm đau. Gần đây có nhiều người chỉ trích các vị lãnh đạo Phật giáo không quan tâm đến những người đau yếu, trong khi các tín đồ của các tôn giáo khác đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để quỷ lạo các bệnh nhân. Sự quan tâm đến người đau yếu như vậy rất đáng khen ngợi. Trong những nước Phật giáo, những người thành tâm đều mời các nhà sư đến thăm viếng các bệnh nhân, và các thầy cũng rất hoan hỷ giúp đỡ họ. Nói cho đúng, các vị sư thông thạo y khoa cổ truyền thường được mời đến để tham khảo ý kiến, và quý vị này cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vì một số Phật tử không thông suốt đạo của mình để phản ứng lại chiến thuật của những người theo đạo khác, sự hờ hững này khiến những tín đồ của những đạo khác lợi dụng để thuyết phục họ đổi đạo. Có những người khác đạo còn đi xa hơn nữa là hứa hẹn cứu rỗi và đem địa ngục ra dọa nạt các nạn nhân để quy nạp họ. Các nhà sư Phật giáo không làm vậy. Các nhà sư lúc nào cũng sẵn sàng khi được thân quyến hay bạn bè người đau yếu cung thỉnh đến bệnh viện hay tư gia để thăm viếng quỷ lạo bệnh nhân. Ốm đau là một phần không tách rời đời sống thường nhật của chúng ta trên thế gian này, và rồi chúng ta vượt qua dễ dàng. Dù sao, khi có một người bị đau, ngoài việc tìm cách chữa trị theo y khoa hiện đại, chúng ta nên mời các nhà sư đến để làm lễ cầu an cho mau hết bệnh. Việc cầu an này, khi được tiếp nhận với một đầu óc cởi mở, sẽ mang ảnh hưởng tinh thần và tâm lý đáng kể cho bệnh nhân, khiến họ chống lành bệnh. Đặc biệt, khi căn bệnh có liên quan đến tâm trạng người bệnh, lễ cầu an của nhà sư rất hữu ích. Chẳng hạn, khi nghĩ rằng căn bệnh là do ảnh hưởng xấu bên ngoài của ma quỷ, lễ cầu an tạo nên một tâm trạng rất tốt, và tâm trạng này phát ra những sóng vi ba tâm linh trong cơ thể khiến bệnh mau lành. Tuy nhiên, là người Phật tử hiểu biết, chúng ta không nên mù quáng tin bậy là ma quỷ chính là nguyên nhân chính của bệnh tật. Lời khuyên của Đức Phật, khi thân bệnh, đừng để tâm bệnh, quả thật rất đúng. Tuân theo lời Phật dạy, chúng ta phải có trí tuệ và hiểu biết để dùng thuốc chữa bệnh thay vì ngã theo mê tín dị đoan. Chết, con người không bất tử và cái chết phải đến. Tuy nhiên, rất ít người chấp nhận sự vĩnh biệt hay sợ hãi những gì xảy ra sau khi chết. Một số Phật tử khờ khạo cho rằng cần phải đổi đạo để được mai táng đầy đủ và yên trí chống lên thiên đàng. Gia đình chia rẽ vì những đứa con theo đạo khác đã đổi đạo cho cha mẹ khi cha mẹ sắp chết trên giường bệnh. Con cái của một số Phật tử khác yếu đuối vì không được học hỏi để trở thành người Phật tử chân chánh. Điều rất quan trọng cho bậc cha mẹ là phải để lại di chúc rõ ràng và giáo dục con em phải làm bổn phận của người Phật tử sau khi mình chết. Nhiều người kém hiểu biết rất sợ hãi cái chết và không dám dự đám tang trong những ngày nào đó vì cho rằng đi đám sẽ gặp rủi ro. Trẻ em phải được biết ngay từ khi còn nhỏ rằng chết là điều tự nhiên trong đời sống. Chúng phải được dạy không nên sợ hãi khi nhìn thấy quan tài hay tử thi. Các em phải biết cư xử phải đạo trong tang lễ. Nếu không, các em sẽ không biết phải làm gì và sẽ bị các người thuộc tôn giáo khác vô lưu tâm, lung lạc, khiến các em đổi đạo hay tiêu một số tiền lớn vào các việc mê tín dị đoan vô nghĩa. Trước tiên, chúng ta phải hiểu quan điểm của người Phật tử đối với cái chết. Nói theo khoa học,
đời sống là những loạt sanh tử, tử sanh. Tế bào trong cơ thể ta chết liên miên và thay thế bởi các tế bào mới, cũng như vậy, sanh tử thay nhau từng phút. Chết chỉ là sự chấm dứt của quá trình liên tục ấy, nhưng sự kết thúc đó không vĩnh viễn. Sau cái chết lại tái sanh, cho nên theo Phật giáo, chết không được coi là an giấc ngàn thu theo ý đồ của một đấng thần linh sáng tạo nào đó, mà chỉ là sự tiếp nối giữa hình thức khác. Vì vậy, không nên sợ chết. Trong quan điểm này, Đức Phật không dạy những nghi thức đặc biệt nào về việc chôn cất tử thi. Tử thi của người chết phải được tiễn biệt một cách trang trọng và kính cẩn để tưởng nhớ họ đã có công trong lúc sanh tiền. Hành động quá khứ của người chết, nghiệp, sẽ quyết định đời sống tương lai của họ. Chúng ta nhớ ơn những gì người chết đã làm cho chúng ta trong quá khứ. Chúng ta đau buồn vì thương mến người ra đi. Khi đứng chung quanh thi hài của thân nhân cùng với bạn bè và quyến thuộc, chúng ta tìm nguồn an ủi ở họ vì họ đến để chia sẻ niềm đau khổ và nâng đỡ tinh thần chúng ta trong giờ phút bất hạnh đó. Những tập tục tang lễ khác nhau rất hữu ích để giảm thiểu niềm đau thương của chúng ta. Thân xác khi quá vãng. Ngày nay chết trong trường hợp đặc biệt phải cần đến sự điều tra, và các bệnh viện thường khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân. Đôi khi thân quyến phản đối việc này và cho rằng cắt mổ tử thi là bất kính đối với linh hồn người chết. Với người Phật tử, không có lý do nào phản đối việc cắt mổ này. Thực ra, nếu việc làm này giúp ngành y khoa tìm ra cách chữa trị mới, làm lợi ích cho người sống, thì việc làm này phải được coi là công đức của người Phật tử. Như đã nói trên, thân xác vật chất này chỉ là sự kết hợp của tứ đại đất, nước, gió, lửa. Nó sẽ tan rã sau khi ta chết. Cho nên không nên tin rằng người chết sẽ tức giận nếu thân xác họ được dùng vào mục đích khoa học. Chúng ta có thể an tâm rằng các bác sĩ và các người phụ tá đều có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp, rất thận trọng trong việc khám nghiệm tử thi, nên các thân nhân không cần lo lắng nhiều về vấn đề này. Có một số người tình nguyện khi chết cho bệnh viện và các sinh viên y khoa tử thi của mình để giải phẫu và nghiên cứu. Về vấn đề này, khi cống hiến một vài bộ phận trong cơ thể mình sau khi chết để giúp kẻ khác, người Phật tử đã làm một công đức vô cùng cao cả. Chính Đức Phật nhiều lần trong tiền kiếp đã hiến thân mạng của Ngài để giúp ích người khác. Ngài đã cho mắt, máu, thịt, và có một lần Ngài đã cho cả xác thân để cứu người khác. Phật giáo rất minh bạch về vấn đề này. Tặng các bộ phận của cơ thể đem lợi ích cho người khác là một công đức vĩ đại, được nhiệt liệt khuyến khích.